Xin mến chào tất cả quý vị các bạn nhé. Hôm nay em Tuấn rất là vui khi gặp lại quý vị các bạn trong một video mới. Và hôm nay em xin phép được giới thiệu hai chiếc đài. Hai chiếc đài cùng một model nhưng mà hai phiên bản, hai màu khác nhau. Đây là chiếc JVC PC W100 nhé. Hay chúng ta còn gọi là JVC W100. Cái dòng đài này thì có cái thân hình to cao, đồ sộ cũng như là thân nhựa cực kỳ là chắc chắn luôn. Cái dòng JVC thì đặc trưng của nó là cái thân nhựa họ làm rất là chắc chắn, rất là dày dặn nên là chẳng mấy khi cái thân nhựa nó bị vỡ dập cả. Và nhựa của nó có mang đặc tính rất là mềm nên là nó không bị giòn và không bị vỡ. Theo năm tháng nó vẫn giữ được cái đặc tính đó. Và thứ hai là cái đôi loa của nó. Đôi loa này nó cho chất âm cực kỳ là hay. Nó sử dụng đôi loa bát gần ngược cho chất âm rất là mềm, nhẹ, thanh cảnh, rất là hay. Thích hợp các bác nghe những tiết tấu nhạc chậm, nhạc xưa, nghe rất là êm tai. Và đây là hai cái màu sắc mà đang có sẵn ở trên cửa hàng của em Tuấn nhé. Và em cũng làm cái video clip ngắn ngắn thôi, giới thiệu hai chiếc đài này. Ở cái chiếc trên này là chiếc màu đỏ bọc đô hay gọi là đỏ đun, màu đỏ mận chín. Màu đỏ này là màu đỏ đặc trưng của dòng JVC W100. Và nó chỉ có màu đỏ này thôi chứ không có màu đỏ tươi nhé. Dòng JVC là như vậy. Và đài đang còn nguyên bản, nguyên sơ. Em không hề có sơn tút tạm vá gì cả, kể cả phần căng sắt này, nguyên bản hết. Các bác nhìn này nó sẽ hơi có cái màu ngà ngà vàng một xíu theo thời gian. Nhưng mà đài đang còn giữ gìn được nên là nó đang rất là đẹp, rất là phẳng, không bị gãy dập, cong vênh cũng như là bị rỉ. Và các bác để ý hai cửa băng này, rất là đẹp đúng không ạ? Phần anten quai sách là zin hết nhá. Thân nhựa thì lành lặn. Tất nhiên là theo năm tháng thì không thể tránh khỏi được cái xước sát. Và chiếc đài ở trên này thì em đang giao lưu với giá là 2.500.000 đồng cho một cây đài JVC W100 màu đỏ. Bác nào nhanh tay chốt cây đài này về chơi rất là giá trị, trưng bày rất là đẹp nhé, rất là đồ sộ. Đấy. Còn ở phía dưới này là chiếc màu đen. Đấy. Chiếc màu đen này thì cực kỳ là mới luôn, vì màu đen thì bao giờ nó bền màu hơn. Đấy. Nhưng mà màu đen thì giá trị nó sẽ thấp hơn, vì là cái tỷ lệ máy giữa màu đỏ và màu đen thì màu đỏ nó sẽ hiếm hơn. Và màu đỏ sẽ trưng bày đẹp hơn màu đen. Tất nhiên màu đen cũng đẹp nhưng mà giá nó sẽ không thể bằng màu đỏ được. Và chiếc màu đen ở dưới này thì em đang giao lưu với giá là 2.300.000 đồng bao ship. Giá trên thì bao gồm em tặng các bác hai cuốn băng trị giá 200.000 đồng. Bác nào mà không lấy băng thì em có thể trừ đi 200.000 được. Rất là ok luôn. Quan điểm bán hàng của em Tuấn thì lúc nào cũng vậy, rất sòng phẳng và rất rõ ràng. Số điện thoại của em Tuấn là 0822 111 444. Các bác có thể là gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin hoặc kết bạn Zalo cho em nhé. Đấy, mọi chi tiết thì các bác có thư liên hệ trực tiếp cho em. Em ship hàng toàn quốc nhé. Đấy, chiếc màu đen này thì rất là đẹp. Đấy, từ cái phần thân nhựa này, kể cả cái phần ni lông này. Các bác để ý cái phần ni lông ở cái chỗ logo Meca giò sóng này là chưa có bóc này. Đấy, theo năm tháng mà vẫn còn giữ được như vậy. Rất là tuyệt vời. Loa này. Tất cả hai cây này loa đều zin hết và thân nhựa đều là nguyên bản hết, núm nút là chưa bị lai tạp một tí nào cả. Và sau đây em sẽ để máy quay ở đây và em sẽ test một đoạn nhạc để cho các bác nghe thử nhé. Em mới test cửa A của chiếc màu đỏ. Làng tôi đây bao năm dài chinh chiến, từng lũy tre buồn phiền. Tôi có người vợ ngoan, đẹp như trăng 16, cưới rồi đành xa nhau. Nhớ đôi môi nàng hiền, xinh xinh màu nào, má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non, ai ra đi. Ok, và em Tuấn xin phép được dừng cái video ở đây. Đây là một video ngắn thôi, em giới thiệu cũng ngắn gọn để cho các bác có thể là lựa chọn hai cái đài đang còn
sẵn ở trên cửa hàng em Tuấn nhá, đang có sẵn hàng rồi, các bác có thể là mua giao lưu về chơi rất là giá trị. Số điện thoại của em Tuấn là 0822111444 nhá. Các bác đã mua hàng bên em rồi thì có thể chuyển khoản đủ cho em Tuấn, em Tuấn gửi hàng. Bác nào mà chưa mua lần nào có thể cọc từ 500 đến 1 triệu cho đến 2 triệu tùy theo giá trị của đài. Số tiền còn lại thì các bác nhận đài thanh toán cho bưu điện giúp em Tuấn nhá. Rất là cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi kênh. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video lần sau nhé.